Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong video hôm nay, em xin phép gửi đến anh em chương trình bán hàng tháng 6 của một mẫu xe MPV đã từng thống trị cái phân khúc trong nhiều năm và đó chính là Toyota Innova. Với sự xuất hiện nhiều thương hiệu xe hiện tại, đặc biệt là Mitsubishi Xpander đã làm cho thị phần của Toyota Innova bị mất dần nhưng với không gian nội thất cực kỳ rộng rãi và động cơ bền bỉ, Innova có thể vẫn sẽ là một sự lựa chọn trong phân khúc MPV hiện tại. Thì mời anh em cùng xem chi tiết lan bánh trả góp và số tiền ban đầu khi anh em mua các phiên bản Toyota Innova tại thời điểm giữa tháng 6 này. Toyota Innova có tất cả là 4 phiên bản cho anh em lựa chọn cụ thể như sau phiên bản thấp nhất số sàn đó là Toyota Innova 2.0e MT phiên bản thứ hai đó chính là Innova 2.0g số tự động phiên bản thứ ba đó chính là Toyota Innova 2.0g Venturer số tự động và phiên bản cao cấp nhất đó là Toyota Innova 2.0v như vậy Toyota Innova chỉ có duy nhất một phiên bản số sàn còn lại ba phiên bản là số tự động anh em lưu ý cho em và có một lưu ý nữa em muốn chia sẻ đến anh em đó là Toyota phân vùng thị trường có nghĩa là anh em ở đâu thì anh em chỉ được phép mua xe tại đại lý hoặc showroom của Toyota nơi anh em đăng ký xe và đại lý của em ở Hà Nội em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào đăng ký xe biển Hà Nội và ở các tỉnh chưa có đại lý của Toyota mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên đó là Toyota Innova bản 2.0e MT số sàn Giá niêm yết của nhà máy là 755 triệu và giá bán tại thời điểm giữa tháng 6 cho anh em là 735 triệu. Như vậy là anh em đã được giảm 20 triệu tiền mặt so với cái giá niêm yết. Với cái giá bán là 735 triệu thì chi phí lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 848 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 832 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% thì sẽ là 828 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì sẽ là 813 triệu giá lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê trên màn hình để anh em tự theo dõi cụ thể đó là lệ phí trước bạ lệ phí cấp biển số lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc cho xe 7 chỗ lệ phí bảo trì đồng bộ 12 tháng phí đăng kiểm chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác anh em lưu ý cho em và về hình thức mua bán anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp Đối với trường hợp anh em mua xe trả thẳng thì anh em có quyền lựa chọn tự đi đăng ký xe hoặc nhờ dịch vụ của đại lý bán xe. Nếu anh em tự đi đăng ký xe thì chỉ phí lăn bánh như em vừa vừa rồi em tính cho anh em. Còn trường hợp anh em mà nhờ nhân viên đại lý đi làm thủ tục cho anh em thì anh em sẽ mất thêm chi phí công dịch vụ và chi phí đăng ký. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý mà anh em mua xe. Anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc anh em là phải mua bảo hiểm thân vỏ, cái đó là tùy chọn. Và cái hình thức thứ hai đó là anh em mua trả góp thì em xin phép mà chia sẻ cụ thể như sau. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Innova bản 2.0 EMT, anh em được vay ngân hàng tối đa là 624 triệu sẽ tương đương với 85% giá trị xe. Anh em lưu ý, 85% giá trị xe ban đầu có nghĩa là 85% của giá trị xe 735 triệu chứ không phải là cái tổng chi phí lăn bánh anh em lưu ý cho em. Và thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em cũng đã tính luôn với gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán một khoảng 10,8 triệu, trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 4,3 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi theo cái nguyện vọng vay của mình thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết gốc lãi để anh em tham khảo và cân đối tài chính và với cái gói vay tối đa như em tính trong video cho anh em thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau trường hợp anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 223 triệu anh em ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 208 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 203 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% thì anh em cần chuẩn bị là 188 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Toyota Innova bản 2.0 EMT trong năm đầu tiên trị giá là 10,2 triệu tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai số tự động của Toyota Innova đó là Innova 2.0G AT giá niêm yết của nhà máy là 870 triệu và giá bán tại thời điểm năm 6 tại thời điểm em làm video này là 850 triệu như vậy anh em cũng đã được hỗ trợ 20 triệu tiền mặt và với cái giá bán là 850 triệu thì anh em mua xe về anh em tự đi làm thủ tục đăng ký xe. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo. Cụ thể anh em ở Hà Nội thì sẽ là 976 triệu, anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 959 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% thì sẽ là 957 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì sẽ là 939 triệu và giá lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi cũng chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em lưu ý cho em và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Innova 2.0G AT thì anh em được vay ngân hàng tối đa là 722 triệu tương đương với 85% giá trị xe và với cái gói vay này em cũng đã tính luôn gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 12,5 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 7,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em lưu ý anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền cũng như thời gian vay mà mình mong muốn không bắt buộc anh em làm phải vay tối đa như trong video em chia sẻ đó ạ bản chất em chia sẻ cái gói vay tối đa là để anh em có cái số tiền ban đầu trả trước thấp nhất đồng thời với gói vay dài 8 năm thì cái gốc chia đều cho 8 năm nó sẽ ít đi có nghĩa là tiền gốc lại hàng tháng anh em trả nó sẽ thấp nhất căn cứ vào hai việc đó thì anh em cân đối cái tài chính của mình và gia đình lựa chọn xem là mình muốn vay bao nhiêu tiền và trong thời gian vay bao nhiêu lâu và khi anh em chốt được cái số tiền cũng như là thời gian vay thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ chạy cái bảng kê gốc lãi theo cái số tiền vay cũng như là thời gian vay mà anh em mong muốn để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình và với cái gói vay tối đa như em tính cho anh em thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 254 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 236 triệu. Trường hợp anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 12% thì anh em cần chuẩn bị là 234 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 10% thì anh em cần chuẩn bị là 217 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Toyota Innova bản 2.0 GAT trong năm đầu tiên trị giá là 11,9 triệu. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Toyota Innova. Đó là Toyota Innova 2.0 bản V. Giá niêm yết của nhà máy là 995 triệu và giá bán tại thời điểm tháng 6 này cho anh em là 985 triệu và tặng kèm anh em một năm bảo hiểm thất vỏ. Anh em lưu ý cho em. Và với cái giá bán là 985 triệu thì chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 111 triệu, anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 1 tỷ 094 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12 thì sẽ là 1 tỷ 092 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10 thì sẽ là 1 tỷ 074 triệu giá lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác anh ý cho em cho và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Toyota Innova bản 2.0V anh em được vay ngân hàng tối đa là 837 triệu và trong thời gian vay tối đa là 8 năm với gói vay này em cũng đã tính luôn với gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 14,5 triệu trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 8,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 5,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo với gói vay tối đa như vậy thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho hai em như sau trường hợp anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 274 triệu anh em ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 257 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12 thì anh em cần chuẩn bị cho em là 255 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10 thì anh em cần chuẩn bị là 237 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảy thân vỏ cụ thể bản thân vỏ của chiếc Toyota Innova 2.0V trong năm đầu tiên trị giá là 13,7 triệu và cuối cùng mời anh em cùng đến với phiên bản Toyota Innova 2.0G Venturer. Giá niêm yết của xe là 885 triệu. Và hiện tại phiên bản này chưa có xe giao cho anh em. Chính vì vậy đại lý bên em vẫn chưa thể nhận cọc. Anh em thông cảm. Và em xin phép là không chia sẻ cái chi phí lăn bánh cũng như là những cái thủ tục trả góp của phiên bản này. Cụ thể anh em nào mà cần em tư vấn chi tiết hơn về cái phiên bản 2.0G Venturer thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ chi tiết cái phiên bản này cho từng anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của Toyota Innova. Nếu trong tháng 6 này giá xe có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như chiếc Innova nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.